Điểm hẹn Chủ nhật Chủ nhật 19 tháng 3 2023 Chủ nhật thứ tư mùa chay Hiệp hành với người loan truyền lòng Chúa thương xót Điểm hẹn Chủ nhật Chủ nhật 19 tháng 3 2023 Chủ nhật thứ tư mùa chay Hiệp hành với người loan truyền lòng Chúa thương xót à, Chào anh chị em và các bạn Chúng ta họp nhau hôm nay Chủ nhật thứ tư mùa chay Mà đặc biệt hôm nay là ngày 19 tháng 3 Các bạn biết lễ Thánh gì không? Thánh Vâng, ngày 19 tháng 3 lễ thánh Giuse bạn thanh sạch Đức Trinh Nữ Maria bạn trăm năm Đức Trinh Nữ Maria chúng ta chúc mừng tất cả những anh những ông những cá nhân cũng như những tập thể nhận thánh Giuse làm bổn mạng một trọng pháo tay thật lớn sống hành bên Chúa lòng xót thương sống hành mấy thương trong hành cùng tiến về thiên đường dập chuyện chung khắc đập tan nỗi dây hận thù tình thương tha thứ xoa dịu ân oán yên thu xót thương chia thẻ, sẻ bao người yêu đuối lầm than tìm nguồn vui an đỡ nâng ai bước an đàn trong hành bên chúa lòng xa thương trong hành bỏ hết mọi vấn vương trong hành chỉ có tình mến thương trong hành cùng tiến về yên đường, lòng luôn yêu mến theo tay đón hai lỡ làng tìm về bên chúa ru sạch năm tháng y hoang sống quên ân tình lơ lầm cứ sớt ngày qua Tình về bên chúa xót thương xin chúa thứ tha trong hành bên chúa lòng xót thương trong hành bỏ hết mọi vấn vương trong hành chỉ có tình mến thương trong hành cùng tiến về thưa anh chị em và các bạn chúng ta đang sống trong mùa chay và chúng tôi đang cùng với anh chị em và các bạn vào trong sa mạc với những tuần tĩnh tâm mùa chay không phải một tuần mà suốt 40 ngày chay thánh với chủ đề dấu chân trở về mời anh chị em và các bạn cùng tham gia và mời gọi những người khác cùng bước vào sa mạc với chúng tôi để cùng nhau tĩnh tâm với chủ đề dấu chân trở về và hôm nay nhân ngày lễ thánh du xe chúng tôi mời gọi anh chị em và các bạn gặp gỡ một dấu chân trở về của một người con hăng say đi loan báo lòng thương xót của Chúa suốt bao nhiêu năm trường uhm, giới thiệu với anh chị em và các bạn người bạn mà chúng ta cùng hiệp hành với chặng đường loan truyền lòng thương xót Chúa hôm nay đó là chị giới thiệu cho mọi người biết con tên là gì, bao nhiêu tuổi, ở đâu và làm gì. Thưa cha, con tên là Maria Võ Thị Hoàng Linh, con ở Bảo Lộc, Lâm Đồng. Năm nay con 44 tuổi. Con làm nghề gì? Dạ con làm nghề bán thuốc tây. Ừ, chúng ta cho chẳng có tay uh, hôn đội về em mình. Uh, uh, chị Linh làm nghề bán thuốc tây, đang ở Bảo Lộc và bán thuốc tây uh, Gặp đầu năm Người ta chúc Chúc chị sang năm làm ăn phát tài Chị nghe nó có xuôi tay không? Dạ yeah, sure. à, xuôi Xuôi tay Nhưng mà anh chị mình nghe có thấy nghịch nhĩ không? Nghịch nhĩ Xuôi tai nhưng mà nghịch nhĩ Vì lý do là Chị càng buôn bán thuốc tây phát tài bao nhiêu Thì càng có nhiều người wow. Bệnh bấy nhiêu <laughs> Chị mà hôm nào mà gặp tôi Thì chàng này còn ế quá cho chẳng ai đến mua thuốc Tôi mừng lắm mừng vì là anh chị em được ơn lòng thương cho Chúa cho nên là khỏe không có đau bệnh nữa nhất là ông bán quan tài à vâng mà nếu mà chúc ông sang năm mà buôn bán phát tài ông thấy vui không cũng vui nhưng cũng buồn sao lại vui mà lại cũng buồn vui là bán được uh, vui thì nhiều là tiền. còn buồn là người ta hy sinh nhiều mới bán được <laughs> buồn là vì người ta chết nhiều mới bán được <laughs> thưa anh chị em bao giờ cái niềm vui nỗi buồn nó cũng đan xen với nhau có khi niềm vui của người này mà là là nỗi buồn của người kia Ví dụ là tôi phải hát là tôi đưa em sang sông Chiều nay mưa rơi âm thầm Thì lúc đó tôi buồn lắm vì tôi đưa em sang sông Nhưng mà nếu mà em sang sông mà gặp cái người mà em yêu hơn là tôi Thì lúc đó là em vui Phải không? Em vui vì người chồng nó xứng đáng hơn tôi Mặc dù thì tôi buồn nhưng mà em vui Còn nếu mà em lấy tôi thì tôi vui Mà biết đâu em buồn vì tôi là cái thằng thất nghiệp Thất uh, bại, thất đủ mọi thứ Chẳng được cái gì trên thế gian này cả Chỉ được một cái khéo miệng thôi Ví <laughs> dụ như thế Cho nên trong cuộc sống này Nó đan xen niềm vui nỗi buồn Của mỗi người uh, trong chúng ta nhưng mà nếu trong ánh sáng lòng thương xót chúa Thì ta sẽ thấy khác như thế nào Mời chị em và các bạn nghe câu chuyện của chị Hoàng Linh Hoàng Linh giới thiệu cho mọi người biết là uh, con được biết đến lòng thương xót Chúa từ bao giờ? Dạ, thưa Cha, thưa Cha và cộng đoàn, uh, con được biết đến lòng thương xót Chúa là qua một biến cố mà chẳng mấy vui gì. Từ năm bao nhiêu? Từ đờ cuối năm 2012 đầu năm 2013. Vâng. Uh, Năm 2012-2013, năm nay là 2023, vậy là bao nhiêu năm rồi? Tròn 10 năm rồi, cứ tính tròn 10 năm đi. Tròn mấy năm biết đến lòng thương xót Chúa. Bởi trước khi đi vào cái biến cố, chẳng mấy vui gì khi biết đến lòng thương xót Chúa. Chia sẻ cho mọi người, hồi đó chưa biết đến lòng thương xót Chúa thì ờ, chị như thế nào? Rồi nhờ đâu mà chị gặp được, đụng được, chạm được và được Chúa sở chạm đến mình. Ờ, cách đây 10 năm, trước khi đó, Uh, thì khoảng thời gian đó như thế nào chia sẻ cho mọi người biết Dạ trước khi biết đến lòng thương xót chúa thì uh, con cũng có một gia đình nhỏ là chồng và ba người con trai Lúc đó thì uh, anh 34 tuổi con khoảng 33 tuổi Còn ba đứa con nhỏ thì đứa nhỏ nhất một tuổi và đứa lớn nhất uh, là 6 tuổi còn bé giữa là 4 tuổi. Trước lúc đó thì con cũng đi đạo. Theo đạo của ông bà cha mẹ để lại thì con chỉ biết đi lễ chủ nhật hàng ngày để không bị mắc tội thôi. Chứ còn con đi đạo thì con cũng không có hiểu gì về đạo. Và con nghe lời Chúa thì cũng như là nghe một câu chuyện kể lịch sử ngày xưa kể lại thôi. Chứ con cũng không hiểu là lời Chúa thấm vào cuộc sống của mình và áp dụng vào cuộc sống của mình như thế nào và con chỉ biết sống cho gia đình mình, uh, vun vén cho gia đình mình và chỉ biết có gia đình mình thôi, không biết sống chia sẻ với ai. Uh, và lúc đó là con là người gần như con cũng tự ti mặc cảm về bản thân con nhiều lắm. Uh, con gần như con sống khép kín, con ít hòa đồng với mọi người với uh, mọi người hàng xóm xung quanh và anh em lắm. vâng thưa chị em có lẽ Hầu hết người công giáo mình Cái chung chung là như thế Đạo ông bà cha mẹ để lại rồi dưới đạo bằng cách là đọc kinh, may ra tối trước khi đi ngủ, rồi chủ nhật đi lễ, vậy thôi. Còn nghe cha giảng thì cũng có nghe vậy, cũng để đó. Và lúc nào cũng vun quén cho mình, cho gia đình mình. Và mình quan niệm rằng là tôi không làm gì hại ai là được rồi, phải không? Tôi không có làm hại ai là được rồi. Còn chuyện tôi kiếm được bao nhiêu tôi tiêu bao nhiêu cho tôi cho gia đình tôi là hợp lý thôi Có sai gì đâu Và cứ như thế những người công giáo gốc của mình Cứ sống như thế Và bây giờ, bây giờ thì tôi hiểu rằng là Tại sao cái con số 7% người công giáo Việt Nam Vẫn cứ dậm chân tại chỗ là như vậy Vì có ai nghĩ đến chuyện là tôi phải loan báo Phải làm chứng, phải chia sẻ cho người khác đâu Thế không ạ? Trong khi đó giáo hội định nghĩa là loan báo tin mừng là bản chất của người Kỳ Tô Hữu. Mà nếu tôi không loan báo tin mừng thì tôi không còn là người Kỳ Tô Hữu nữa kìa. Tôi không còn là người công giáo nữa. Chứ không phải cứ tôi cứ rửa tội tôi là người công giáo rồi tôi chỉ biết đi lễ thời đọc kinh cho tôi, gia đình tôi vậy là xong rồi. Rồi nhìn quanh xe đạo tôi cũng thấy có người đi đạo mà, có người đi lễ mà. Rồi có khi tôi tham gia ca đoàn nọ kia cũng chỉ loanh quanh luẩn quẩn trong lũy cha làm Còn có bao giờ mình nghĩ đến chuyện là Còn bao nhiêu người chưa biết Chúa thì sao Còn tôi phải loan báo như thế nào Có bao giờ lúc đó Thật hỏi thật chị Thì là người công giáo Cũng là người đậu gốc Mà cũng là thuộc loại đạo đức đấy Con nhà đạo đức đấy Có bao giờ chỉ nghĩ đến cái việc đó không? Là loan báo tin mừng Làm chứng cho Chúa Rồi chia sẻ Rồi lòng thương xót Chúa Có bao giờ chị nghĩ đến những cái đó không? Dạ không, không có một tí khái niệm gì trong đầu ạ. Không có một tí khái niệm trong đầu. Mà sự thật là như vậy đấy thưa anh chị em. Sự thật là như vậy đấy. Cho nên Chúa phải ngước mắt lên thở dài và nói rằng là lúa chín đầy đồng mà thở gặp thì ít quá. Rồi lệnh truyền của Chúa dường như là nói vào khoảng không, các con hãy đi khắp tứ phương thiên hạ loan báo làm chứng cho người ta rồi rửa tội cho họ nhân danh cha và con và thánh thần ta còn bao nhiêu đàn chiên nó không thuộc đàn này ta phải đi đi tìm những con chiên đó đưa nó về ràn bao nhiêu người ngoài công giáo bao nhiêu người chưa biết chúa bao nhiêu người chưa biết đến lòng thương xót chúa có bao giờ anh chị em có một cái là cái gì bức xúc rồi. hay là cái tranh trở hay là cái khắc khoải làm sao để đưa người ta về với Chúa làm sao để cho người ta biết đến lòng thương xót Chúa hay không đây một người đậu gốc đấy một người đậu, con nhà đậu đức tử tế đàng hoàng đấy làm ăn lương thiện đấy nhưng mà cũng chỉ loanh quanh trong gia đình của mình là vậy là yên tâm rồi lúc đó chỉ có thấy yên tâm không mà có thấy lương tâm mình nó cắn rứt hay là cái gì thì khắc khoải như tôi vừa mới nói không dạ không không có cắn rứt lương tâm gì hết chả không có cắn rất lương tâm gì nữa, không cảm thấy cái gì là sai là trái cả, đó là cái điều mà hôm nay chúng ta hiệp hành với một người đi loan truyền lòng thương xót Chúa khởi đầu là như thế đấy, khởi đầu là con số không, không nghĩ không có khi còn âm nữa, không có một khái niệm gì mà nhưng mà Chúa không chịu thua Chú không chỉ thua Mặc dù mày không có khái niệm gì Mặc mà mày không có bị lương tâm cắn rứt gì Về chuyện mà không loan báo tin mừng Không báo loan lòng thương xót Chúa Ta sẽ có cách Chúa có cách của Ngài Và Chúa mỗi người Chúa có cách riêng của Ngài Tôi đã chia sẻ nhiều lần với anh chị em Cách mà Chúa kêu gọi tôi đến với lòng thương xót Chúa như thế nào Mặc dù tôi là linh mục cả 10 năm trời Cũng giống như người chị em này thôi Cái đi 15 năm mới biết đấy chứ Chỉ là 10 năm Tôi 15 năm thì thưa anh chị em và các bạn điều đó là điều mà mỗi một người ngày hôm nay qua buổi chia sẻ này khao khát tha thiết mong mỏi xin anh chị em nghe đi và gửi những bài chia sẻ này cho những người khác đi để đánh thức lương tâm họ có khi họ bảo lương tâm chẳng căn rất gì cả để thức tỉnh những người đang ngủ yên trên danh vọng trên đài vinh quang trên cái yên ổn Lo cho mình, cho gia đình mình Vậy là được rồi Hơi đưa mà lo cho người khác Bận tâm làm gì? Việc đã chuyển mấy cha, mấy thầy, mấy sơ làm Còn chúng tôi là chuyện cơm áo gạo tiền thôi Được chưa Không được đâu Nghe tiếp Rồi biến cố nào làm cho Linh biết đến lòng thương xót Chúa Chia sẻ cho mọi người Dạ thưa, thưa cha Vào thời gian uh, cuối năm 2012 Đầu năm 2013 á thì lúc đó là cuộc sống của gia đình con thì gần như là công ăn việc làm rất là ổn định. Chồng con đi làm ở bệnh viện thì trong thời gian khoảng thời gian đó là đang là gần như là chạy chạy đua chức trưởng khoa dược á. Thì ánh cũng là ứng cử viên sáng giá của cái chức trưởng khoa đó thì muốn được cái trước đó thì hầu như ngày nào chiều nào anh cũng đi gặp bạn bè rồi nhậu nhẹt thì lúc đó thì ở nhà con bán thuốc với ba đứa con nhỏ thì có bà ngoại phụ giúp thôi nhưng mà con cũng bức xúc lắm à, tại vì sao con làm nhiều vậy mà chồng con suốt ngày đi bạn bè rồi nhậu nhẹt vậy thì có một cái uh, ngày hôm đó là ngày sinh nhật của chồng con là mùng 3 tháng 11 ấy thì anh đi uh, sinh nhật mà đi uh, sáng sớm đến chiều tối mới về. Về thì anh cũng chẳng nói xin lỗi con hay này tiếng nào hết á. Anh ngồi anh coi phim uh, bao công á, bao công sự án cứ anh coi thôi. Thì con ở dưới nhà thì con lúc đấy con chỉ biết kinh Mân cô thì con đọc kinh Mân cô thì con nói với đức mẹ Mẹ ơi giờ mẹ phải làm sao giúp gia đình con chứ bây giờ cứ như vậy thì chắc con không chịu nổi đâu. Thì khoảng ngày mùng 6 tháng 11 á, huyết ánh huyết áp của ánh tăng cao lắm mà uống thuốc thì ánh là dược sĩ mà ánh uống các loại thuốc nó cũng không hạ được. Thì có một người bạn bác sĩ mới bảo ánh là đi khám tổng quát đi. À, chưa từng nghi mày bị thận hay sao chưa uh, uh, uống thuốc nhiều vậy mà không hạ được huyết áp mà lúc đó thì không bao giờ nghĩ là là anh sẽ bị bệnh thận tại vì anh đi tập gym người anh khỏe lắm cơ bắp cuồn cuộn này nè thì uh, anh cũng đi ra người bác sĩ quen đấy để uh, để khám thì làm xét nghiệm thận á chỉ số retinin á thì tăng cao lắm thì người bác sĩ đó mới bảo là bệnh nặng lắm rồi giai đoạn cuối rồi đó. Hai vợ chồng không 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 tin, không tin vào tai mình nghe cái gì. Lúc đó thì con cũng không không biết cái bệnh thận suy thận là nó nguy hiểm như thế nào. Con nghĩ là nó sẽ chữa khỏi, còn anh thì anh trong chuyên môn này anh biết. Anh biết mà anh cũng hoang mang lắm. Lúc đó mới bắt đầu về rồi ăn kiêng rồi tập thể dục rồi kiêng rượu bia nhưng mà cái gì đến thì nó cũng sẽ đến lúc đó cái người bác sĩ đó người ta khám quen thì người ta nói là lên đi sài gòn để mổ tay để chạy thận mổ tay chuẩn bị trước để tháng sau chạy thận ấy thì anh đã không tin sau đó thì anh cũng không đi xuống Sài Gòn um, mổ tay trước, anh chỉ khám sơ bộ thôi, anh đi về. Đi về thì cũng ăn kiêng, những ngày kia thì cũng vẫn cứ nặng ra như vậy. Đến cái thời điểm mà bệnh nó tăng lên ồ ạt rồi thì người anh phù phù như một con voi vậy. Chân tay nó nặng nề phù phù hết người lên. Thì hôm đó Mấy anh chị em ấy rủ anh đi uh, che diệp để khấn, rồi uh, cho anh vô bệnh viện chở rẫy để làm xét nghiệm uh, lại thì uh, bác sĩ bảo ở lại, ở lại chạy thận gấp. Nếu mà không chạy thận gấp, lỏng máu thì sẽ chết. Thì lúc đó um, anh điện về nhà cho con thì anh nói linh ơi bệnh nặng lắm rồi, không biết có cứu được không, không biết có qua khỏi không á. Thì lúc đấy con khóc quá trời Gần như con không thở được Xong con mới rủ bà nội đến tượng đức mẹ Con khóc Con khóc nhiều lắm Sau đó thì con vẫn ở nhà và một người mấy anh chị em có một người chị Chị của anh ấy, ở lại với anh để cho anh chạy thận gấp. Thì lúc đó tay chưa chuẩn bị thì không có chạy ở tay mà kẹp kim ở cổ để chạy lọc máu. chạy lọc máu luôn thì con ở nhà chỉ biết cầu nguyện kinh mân côi thôi. S Tôi đã biết lòng thương xót. Dạ, yeah, chưa biết lòng thương xót. Cứ cầu nguyện kinh mân côi thôi. Thì ở anh ở đấy một tháng thì đến cũng giáp tết rồi thì anh được đi về đi về thì người anh lúc đấy nó vàng như củ nghệ vậy đấy mà lúc đấy thật sự con người của anh vẫn chưa được biến đổi anh vẫn kiêu ngạo và anh nghĩ là trong đầu là um, sẽ đỡ và anh sẽ cũng hiểu biết thuốc rồi nhờ bác sĩ nọ nhờ bác sĩ kia thì chắc là có thể ở lại bảo lộc để 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 chữa được. Trong thời gian đó thì trước đó thì có những người người ta đi lòng thương xót ở Chí Hòa, người ta cũng về người ta cho con những cái đĩa CD bài giảng lòng thương xót của Cha, con cũng không nghe đâu, con con cứ bỏ ngoài tai vậy đấy. Thì lúc đấy cũng hết đường rồi người chị chồng của con bảo là thôi vợ chồng bay đi khấn lòng thương xót đi chị thấy nhiều người đi khấn lòng thương xót được ơn lắm thì lúc đó con mới lúc đó hình như cha ở mỹ cha không còn ở đây con mới mày mò lên mạng con tìm cái email của cha thì con nhắn tin nhờ cha cầu nguyện cho chồng con thì ngày hôm sau á con nhận được cái thư trả lời của cha thì lúc đấy tự nhiên con con mừng lắm. Con nhảy lên con sung sướng à. Anh ơi cha, cha trả lời mình rồi. Rồi cha cũng nhắn con là chịu khó nghe cầu nguyện lòng thương xót hàng ngày và nghe giảng lòng thương xót. lúc đó thì con mới mở những cái CD đấy con nghe con nghe con tập nghe rồi uh, từ 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 chúa dẫn đường chỉ lối cho vợ chồng con đi chữa thì đi chữa ở bệnh viện trở rẫy vào cái thời điểm mà um, đi khám lại ở bệnh viện nhiệt đới thì người ta cũng chê người ta bảo 10 người thì không có ai qua khỏi đâu vừa suy thận mãn giai đoạn cuối và vừa sơ gan mất bù nữa thì chắc không chữa được đâu. lúc đấy tự nhiên lúc mà anh ra thì con nắm tay anh á, con nói là còn chúa, còn chúa lòng thương xót mà chúa quyền năng mà dẫu lòng thương xót. kệ bác sĩ nói, người ta muốn nói sao người ta nói. tự nhiên lúc đấy con mạnh mẽ hơn hơn bình thường. thì hai vợ chồng đi qua bệnh viện chợ rẫy để xin chữa thì họ không nhận. Họ không nhận Thì um, Lúc đấy con hình như con có Một cái máy radio bài giảng của cha rồi Con chép vào cái cái USB nhỏ nhỏ Con mang theo Thì con cứ nghe lòng thương xót Mà lúc con nhắn tin cho cha thì không được Càng nhắn càng mất Mà không không có tin của cha Mà cứ cứ nghe bài giảng thôi Chồng con thì càng ngày càng mệt um, Tay chân phủ thủng ra Mà vàng khè như củ nghệ vậy đó anh đi chậm chạp, chậm chạp, đứng không vững nữa. Hai vợ chồng thuê nhà ở gần nhà thờ Kỳ Đồng á để đi để đi lễ đi cầu nguyện. Lúc đó thì vừa cầu nguyện thì bên chữa rãy người ta nói là người ta không nhận vào bệnh viện nhưng mà hàng ngày thì có thể là đi đi chạy thận được. Thì hàng ngày con cứ mượn một cái xe Honda của em con á con chở chồng con đi vào bệnh viện chờ đợi chạy thận xong rồi chở anh về mà lúc đó anh nặng lắm anh ngồi dựa vô người con mà con đỡ không nổi nhưng chắc nhờ sức mạnh của lời cầu nguyện con chở anh về được mà chạy thận về thì không ăn được gì hết uống sữa vô thì ói ra uống sữa vô thì ói ra xong rồi cứ cầu nguyện vậy cứ liên lì cầu nguyện có một ngày á là hình như là gần như là cấp cứu rồi thì bệnh viện trợ rẫy người ta nhận nhẹn bệnh vô thì lúc đấy 9 giờ đêm rồi con đưa chồng con vô vô nhập viện bệnh viện chờ rẫy và có một người cháu đi theo nữa thì họ khoa thận họ không nhận họ bảo lên khoa gan đi gan cũng cũng nặng thôi lên khoa gan gan không nhận thận không nhận đẩy qua đẩy lại cái mãi mãi thì bên khoa gan người ta nhận ta nhận vô thì Người ta chỉ cho nằm ở đó thôi chứ người ta cũng không muốn chữa tại vì người ta nghĩ người ta nói là hết thuốc chữa rồi giờ chữa gì giờ thì cho uống chống ói vớ vẩn vậy thôi chứ còn giờ chữa gì giờ chắc là chờ chết thôi. Lúc đó con cái cái niềm hy vọng của con là cái niềm ủi an mạnh nhất của con là cái cái radio lòng thương xót Chúa con cứ nghe rồi con cứ tin. Con cứ tin gần như là không còn không còn hy vọng vào đâu được hết á. Thì bác sĩ người ta chê rồi. Thì con à, à, lúc đó thì nằm ở khoa gan thì con con nói chuyện với cái bác bên cạnh á thì bác bảo là xin bác sĩ cho truyền albumin đi. Chưa phù nhiều vậy rồi vàng nhiều vậy truyền albumin thì con không biết nữa. Mấy con cũng vô con đòi bác sĩ vậy thì bác sĩ bảo thôi được rồi cho chuyển em thì cái này thì uh, trong bảo hiểm có tại nếu mà không truyền trong bảo hiểm thì một cái chai đó nó tới 800 ngàn, gần một triệu bạc một chai một ngày truyền rất là nhiều mà tổng cộng lúc đó ánh truyền ba mươi mấy chai thì uh, từ 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 thì cũng đỡ hơn một chút thôi có một cái ngày mà tự nhiên buổi sáng hôm đấy con thấy là ánh hôn mê luôn Anh nói cái này qua cái kia con cũng sợ quá tự nhiên hôm đấy con sao con điện cho cha cha lại bốc máy cha bảo sao mà nặng vậy thôi để cha vào cộng đoàn cầu nguyện cho thì tự nhiên lúc đấy con thấy bình an lắm con như được một niềm an ủi lớn lắm con không sợ nữa nhưng mà chồng con thì vẫn cứ hôn mê vẫn cứ hôn mê vậy cái lúc đó thì con mới đi đi qua những cái khoa dịch vụ á con hỏi bệnh của chồng con là đi nước ngoài có chữa được không nhưng mà họ bảo không bó tay rồi không có làm gì được hết không ghép thận ghép gan gì được luôn thì con mới đi ra chỗ tưởng đức mẹ là ở trong bệnh viện chờ rẫy con lần chữa mân côi con khóc với đức mẹ quá trời luôn thì trên đấy người ta có để một cái kinh cầu lòng thương xót á, rồi con đọc kinh lòng thương xót rồi con lần chữa mân côi rồi con ngủ gật trên đấy con để rớt chẳng hạt trên đấy thì lúc con đi lên khoa thận rồi con xuống con đi tìm chẳng hạt thì con thấy chẳng hạt đang nằm trên cái bảng kinh cầu lòng thương xót con nghĩ chắc Chúa cũng nhận lời con. Rồi chiều hôm đó thì anh chạy thận thì anh chẳng không biết gì nữa. Nhưng mà lòng con thì rất bình an, con không nghĩ là anh chết. Bác sĩ hỏi là bao nhiêu người con anh cũng chẳng nhớ tên anh, tên gì anh cũng chẳng nhớ gì hết. Thì sáng hôm đấy thì con cũng có điện về nhà thì chị chồng con uh, chạy xuống cái lúc mà chị xuống thì hai người là đẩy ánh ngồi trên xe lan vào khoa gan ấy thì uh, cái cô uh, bác sĩ trong khoa gan cố bảo là nói người nhà chuẩn bị nhà để đưa xét về đi chứ không hy vọng gì nữa thì lúc đó thì chị con cũng cho con biết nữa mà lúc đấy con bình tĩnh lắm con không có khóc như bây giờ tại vì con kể lại thì con xúc động chứ lúc đó con cũng không, không khóc đâu thì đưa anh vô vào trong cái khoa gan nằm ấy, thì nghĩ là anh sẽ đi vệ sinh nhất trên giường thì đi mua đồ để chuẩn bị cho anh đi vệ sinh những ngày kia nhưng mà Sáng hôm sau, kỳ lạ lắm. Anh tỉnh dậy. Anh bảo, ủa đây ở bệnh viện chợ rẫy đây mà. Ờ, anh nằm đây một tháng rưỡi rồi đó. tại sao anh không biết gì? Anh nhìn ngơ ngác, anh bảo là anh ở đây một tháng rưỡi rồi hả? Ờ đúng rồi, anh hôn mê. Và từ lúc đó trở đi là anh tỉnh dần, tỉnh dần lên lại và sau đó một hai tuần đấy thì bác sĩ người ta kiểm tra lại thì các chỉ số nó về lại bình thường rồi thì người ta cho về nhà về nhà để dưỡng bệnh. À, thưa anh chị em, tôi muốn để chị ấy kể chi tiết một chút để có nhiều người cứng tin nếu mà nói sơ sơ cứ bảo là. Bày ra hoặc là nói Tạo ra hay là Nghĩ ra vân vân Từ những cái chi tiết một Của một người ở trong cuộc Mà chứng kiến cuộc biến đổi Lạ lùng Coi như từ cõi chết về với cõi sống Mặc dù Có cái điều anh chị nhớ Thế này này Họ chưa biết đến lòng Chúa thương xót Mà Chúa vẫn cứ ra tay Chúa cứu, Chúa chữa Để cho họ biết đến lòng thương xót Chúa Nhớ kỹ một điều là Chúa ban ơn lành, ơn phần hồn, ơn phần xác Để qua đó người ta nhận biết Chúa nhất là bữa ơn phần xác để cứu lấy phần hồn Vì cả hai người, nhất là anh ấy, cao ngạo Tự cho mình là hiểu biết Tự cho mình là bản lãnh Tự cho mình là đầy đủ và đầy những tham vọng Để lên chức, lên chức, lên chức Không cần biết Chúa Mặc dù là có đạo mà chả cần biết Chúa. Như đạo theo nghi thức thôi, theo hình thức, theo thói quen, theo truyền thống thôi. Và chị cũng thú nhận như vậy mà. Nhưng mà Chúa có cách của Ngài. Thưa anh chị em, hồi đó cái máy radio, cái bài giảng nó không có ngon lành như thế này đâu. Cái đây 10 năm mà. Nó là một cái radio nhưng mà cái cục USB nó cắm to lên trên này nè. Đó. Hồi đó là chúng tôi làm từ khởi đầu là CD. Chỉ được có 20 bài giảng thôi là hết rồi Không chứa hơn được Rồi cứ CD 1, CD 2, CD 3 Cả 10 cái CD mới được một 100 bài giảng Trong khi đó bây giờ một cái máy này không có khi đến 500 bài giảng Thì biết bao nhiêu cái CD nhất vào đấy Và Rồi sau này chúng tôi mới bỏ cái USB đi Thay bằng cái thẻ nhớ nằm trong cái máy này luôn Có nhiều người cứ bảo copy thẻ nhớ để con đưa vào máy khác bỏ không Máy nào thì thẻ đó tôi để chết vào trong đó luôn rồi Để nó đi mãi với nhau nó mới bền được còn cứ rút ra rút vào nó có thể nhớ được bằng cái bóng tay là mình rút ra rút vào nó hư hết thì thưa anh chị em chú dùng cái cục sắt ấy, vô chi để mà cứu cả gia đình cứu anh về phần xác coi như thập tử nhất sinh gan thận chúng ta vừa nghe vừa kể không ai làm gì được nữa ngoại trừ chúa chúa đã ra tay và chúa ra tay để cứu lấy người chồng biến đổi người vợ và cả gia đình để trở thành người đi loan truyền lòng thương xót Chúa. Rồi sau cái biến cố mà chồng con được ơn trở lại như vậy thì bắt đầu Chúa sờ chạm đến con để con bắt đầu say sưa về lòng thương xót Chúa như thế nào. Đây mới là điểm chính yếu và con đi loan truyền lòng thương xót Chúa như thế nào. Đây mới là đỉnh cao nói cho mọi người biết. Dạ, sau khi chồng con được ơn vậy thì con thấy lòng thương xót Chúa quá cả là kỳ diệu lạ lùng vô cùng thì uh, hằng lúc đấy thì hằng ngày con bán thuốc thì uh, con cũng uh, xin cha một số cd về để con nghe rồi con chia sẻ với những người đi mua thuốc rồi có khi con cũng tự sang sang cd luôn để con chia sẻ cho những người uh, bán thuốc ở đó và như vậy thì lúc đấy thì chồng con vẫn đi chạy thận ở Sài Gòn và con ở nhà với ba đứa con nhỏ và lo việc kinh tế thì uh, mỗi ngày con như vậy con cũng thật là vui khi người ta nhận những cái CD đó và nhiều người người ta cũng kể lại người ta được ơn từ lòng thương xót Chúa lắm con cứ say mê làm say mê làm như vậy và hàng ngày con nghe giảng con cố gắng làm theo những điều mà, mà 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 cha dạy trong đó như làm hòa với anh em mình rồi chia sẻ bác ái rồi đi loan truyền lòng thương xót con cứ cố gắng làm mỗi ngày mỗi ngày như vậy ừ, rồi uh, mỗi ngày chồng con đỡ hơn một chút đỡ hơn một chút có những thời điểm mà con hay đi lên trên mạng để con coi là cái bệnh này chữa như thế nào thay như thay thận như thế nào thì con rất là nhức đầu con nhức đầu lắm tại vì mình cũng không có đủ tiền để mình mình thay thận cho, cho nên là con cứ nghe bài giảng của cha thì con thấy bình an lắm con thấy bình an thôi con phó thác mọi sự hết cho chúa rồi lúc cha ở mỹ về rồi cha đi giảng ở đâu con cũng xin cha địa chỉ để con đi xuống con nghe giảng thường là cha giảng thứ sáu thì con cũng đóng cửa con đi luôn bán thuốc bán thang thì con bỏ hết con gửi con con để con đi nghe cha giảng rồi con xin uh, sách đĩa máy về con chia sẻ cho mọi người những lúc nào mà không có CD của cha thì con lại sang, con lại tự sang rồi con con chia sẻ cho mọi người, rồi dần dần rồi Chúa cũng cho con gặp những người cũng muốn đi lên truyền lòng thương xót, rồi con cũng chia sẻ sách đĩa lại cho những bác, những cô, những chú đó đi lên truyền lòng thương xót họ thấy vui lắm, con thấy cuộc sống của con có ý nghĩa hơn trước khi biết lòng thương xót Chúa rồi um, có những ngày mà hồi cha chưa về giáo điểm tin mừng ấy, thì uh, con cũng xin uh, sách máy đĩa về con cứ đi như là uh, con không cần biết là có xe xuống hay xe về hay không con cứ đi con phó thác cho chúa vậy đó có những ngày mà cận tết thì uh, về thì cũng đâu có xe để về đâu thì con cứ, tay 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 một tay chàng chuỗi một bên là thùng sách máy vậy đấy con đeo lính kính con đi ra bến xe thành bưởi con ngồi con đợi con chờ ai người ta bỏ chỗ thì con về 10, 11 giờ đêm con cũng chờ cứ về nhà đến sáng sáng sau lại bán thuốc tiếp khỏe mạnh bình thường mà thấy vui lắm thấy say mê vô cùng mà cứ như vậy thì Chồng con mỗi ngày mỗi khỏe hơn, mỗi ngày mỗi khỏe hơn. Rồi uh, Chúa sắp xếp cho chồng con về lại, đi làm lại uh, như bình thường, lương như bình thường, uh, và công việc làm y như bình thường ngày xưa vậy. Về gần vợ, gần con. Hallelujah! Chúa! Hallelujah! ơn Chúa! Hallelujah! Ta ơn Chúa! Hallelujah. Ta ơn Chúa. À, thưa anh chị em và các bạn, thường ấy thì người ta cứ nói với tôi là để con lo yên ổn gia đình yên ổn công an việc làm rồi con cộng tác với cha có phải không thì con đang học đại học rồi con tốt nghiệp đại học rồi con cộng tác với cha học đại học xong rồi con kiếm con việc làm ổn định rồi con cộng tác với cha rồi kiếm được việc làm xong để con lập gia đình xong rồi con cộng tác với cha lập đình xong rồi con đẻ con đẻ cái rồi nó lớn lên con cộng tác với cha và lúc đó tao xuống lỗ rồi rất nhiều người như vậy rất nhiều người khi mà chúng tôi mời gọi làm cái công việc là nối tiếp bàn tay vì một mình tôi sao làm một mình tôi sao làm cho nên cảm ơn Chúa là gửi những cộng tác viên những cộng sự viên vô danh đến và tiếp tục làm công việc đó chị ấy rủ thêm biết bao nhiêu người có những người 50 tuổi, có những người 70 tuổi, có những người 90 tuổi, có những bà già 80 tuổi vẫn cứ lặn lội đi. Tôi đưa gửi cho máy sách cho chị ấy, rồi chị lại phân phối cho những chi nhánh khác và những con người ấy nghèo khổ ấy, những con người đầu tắt mặt tối ấy, những con người mà chẳng có gì là tương lai bảo đảm ấy lại dấn thân ra đi. Còn những con người mà có tiền, có của, có công ăn, việc làm, có đầy đủ hết mọi thứ thì lắc đầu quẩy quậy giống như chúa làm tiệc cưới mời khách đến dự chẳng ai đến cuối cùng phải ra đầu đường xó chợ mời mù què cơm điếc vào thưa anh chị em lòng thương cho chúa đấy lên danh sách chẳng thấy những người có tiền có của có chức có không 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 hề họ không hề biết đến lòng thương cho chúa và chẳng có khao khá khát chẳng có tha thiết gì đâu nhưng mà coi lại danh sách hỏi cái cộng tác viên của con là ai ông tư bà tám với lại cô chín gì đó toàn là những nông dân toàn những người dân tộc vân vân và vân vân và đặc biệt là những người dân tộc tí chỉ chia sẻ cho mọi người chỉ đem lòng thương chúa đến cho những người nghèo khổ những người dân tộc họ đón nhận như thế nào và những cộng tác viên của chị họ đã ra đi như thế nào say sưa rồi từ từ chồng con khỏe dần Có phải chồng con khỏe dần rồi con mới đi không? Có phải chồng con có con việc làm rồi con mới đi không? Có phải con con nó lớn rồi con mới đi không? Không Có phải con bán thuốc có đủ tiền rồi con mới đi không? Không Cứ tới thứ, thứ năm, thứ sáu là đóng cửa tiệm đi Giống như người tuần trước chúng ta nghe gặp vợ chồng đó, bán cháu ếch Singapore đó. Ngày Chủ nhật là ngày mà bán được nhiều nhất Lại là ngày mà học giáo lý cho nên là quyết tâm có tâm gì bỏ đóng cửa tiệm đi học giáo lý đi thánh, tham dự thánh lễ có rất nhiều ngày hôm nay có cả bậc tỷ bậc tỷ trong tay mà bỏ lễ chủ nhật là một cái chuyện bình thường vì phải đi ký hợp đồng vì phải đi ăn phải đi nhậu phải phải đi uh, tăng hai tăng ba họ bỏ lễ thoải mái bỏ lễ thoải mái mà chúng tôi mời những anh chị em nó đi tĩnh tâm đi uh, chia sẻ không bao giờ nhận lời vì lý do là công ăn việc làm Trong khi đó biết bao nhiêu người nghèo khổ thì họ lại đi Còn những người có công ăn việc làm, những người có tiền có của thì lắc đầu quầy quậy Còn những đại gia khoe hết là nhà hàng này đến nhà hàng nọ Mà bảo đi thì cứ lắc đầu, cứ bận Chú buồn lắm Tôi còn thấy buồn không chị Chúa Người ta từ chối mình thấy đau lắm Thấy xót xa lắm Ơn phúc đấy Mà không nhận họ đi nhận cái, cái 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 cái, ngọn còn cái gốc lòng thương xót Chúa cả một kho tàng thì họ không cần không cần không thấy họ chỉ thấy một vài cái lẻ tẻ phớt phớt cái ngọn thôi cho nên thưa anh chị em ngày hôm nay chúng ta nói về hiệp hành với người đi loan truyền lòng thương xót Chúa ước mong gì mỗi một người đều là những chứng nhân như chị này đều là những người hăng say đi loan truyền lòng thương xót Chúa bất cứ khi thuận tiện cũng như khi không thuận tiện Thánh Phaolô nói Loan báo tin mừng khi thuận tiện cũng như khi không thuận tiện Bất cứ nơi nào, bất cứ thời điểm nào Dù mưa, dù nắng, dù xuôi, dù ngược, dù gì đi nữa Dù thuận lợi hay không thuận lợi Vẫn cứ hăng say mà đi Đừng bỏ chờ tôi ổn định đã Biết bao giờ ổn định Chờ tôi đủ đã Biết bao giờ nói anh đủ mà anh có xe và con có xe đạp rồi vì ừ, kiếm con xe honda rồi con đi ron báo cho nó nhanh xe honda rồi và thư con còn kiếm xe hơi đi nó được nhiều có xe hơi rồi bảo thôi để chờ máy bay máy bay rồi con biết được chờ cái gì chắc là chờ phi thuyền thì thưa anh chị em người ta cứ lắc đầu quay quậy ha. À. lắc đầu quậy quậy à bên chị nói tiếp cho mọi người đi là cái bữa đường loan truyền lòng thương xót suốt đó những người cộng tác họ hang say như thế nào và đạt những kết quả như thế nào và có những khó khăn thử thách nào chia sẻ cho mọi người. Dạ, hàng ngày thì Chúa đem đến cho con những người mong muốn đi lên truyền lòng thương xót mà họ họ không có phương tiện để lên truyền lòng thương xót thì họ cứ đến họ hỏi con thì thường con hay có sẵn lắm, con có sẵn máy sách ảnh, con xin che. Còn những lúc mà không có thì con sang. Con mua máy con sang thẻ thì con thường có thường xuyên Cho nên là có những ông cụ 70 tuổi uh, Đi cái xe máy 78 cà tàng thôi mà Tội nghiệp là những chiếc máy của cha đây này Là bỏ vào trong cái bao Xong rồi là chở trên xe Rồi là đi vô cả bốn năm chục cây số Những vùng sâu, vùng xa đi những người dân tộc nghèo khổ người ta vô đó người ta không có phương tiện thông tin hiện đại như mình đâu họ nhận được chiếc máy lòng thương xót họ họ lấy ra họ hôn xong rồi họ để lên bàn thờ cung kính lắm và họ nghe rồi họ hồi đó là không có nhiều máy thì thường là họ họp nhau họ họp nhau mấy nhà chung với nhau đấy họ 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 nghe chung với nhau. Rồi họ xin phép cha xứ cho họ đặt tượng lòng thương xót thì con chúng con cũng gửi cho họ những tượng lòng thương xót để họ họp nhau họ cầu nguyện. Rồi chính từ bác đó rồi chính những người dân tộc những người địa phương đó họ lại đi ra nhà con họ xin uh, máy xin sách để ảnh về chia sẻ cho những anh, anh em dân tộc khác cứ bàn tay nối tiếp bàn tay vậy đó thì lòng thương xót chúa được lan rộng ra rồi người, nhiều người biết đến rồi để cả những vùng uh, mới đầu thì uh, tụi con phải chịu đi xa như tụi con phải đi uh, đắk nông nhất này kia đắk kha rồi con Tung, nhất này kia tụi con phải chịu đi xa để đem những sách máy ảnh tượng lòng thương xót đến những nơi xa xôi vậy nhưng mà dần dần rồi tụi con có những cái anh chị em địa phương đó người ta liên hệ rồi người ta có thể người ta xuống hoặc là tụi con gửi theo địa chỉ lên bưu điện hoặc gửi xe lên cho họ sách máy đĩa ảnh và họ đón nhận rất là vui rất là long trọng đến bây giờ người ta vẫn vui mừng tại vì đúng là lòng thương xót thì phải được chăm sóc khi mà mình gửi những chiếc máy đài sách ảnh thì mình cũng phải hỏi han đến họ là họ họ nghe như thế nào rồi họ được ơn như thế nào rồi máy móc hư hỏng như thế nào mình phải chăm sóc đến họ chứ mình để một thời gian rồi nó lại vào quên lãng uhm, cho nên là các chị em anh chị em cứ uh, cứ cứ liên lạc với nhau rồi uh, có những uh, che ra những uh, sách máy mới thì con cũng chuyển lên rồi từ 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 nhiều người biết đến rồi khi mà có những người có những gia đình là người người cha lên truyền lòng thương xót là người cha mất đi rồi người con lại tiếp nối mới ngày hôm qua đây thì con của Bác Thiện á là lúc bà ba, ba anh mất là anh xuống nhà con anh nói là bây giờ em vẫn tiếp tục cái công việc của ba em thì cái điện thoại của ba em em vẫn giữ các số liên lạc ba em chuyện máy sách là em vẫn giữ em tiếp tục công việc của ba em thì nói là như vậy thì bác thiện rất là mừng chắc chắn bác trên thiên đàng cầu nguyện cho chị em tụi mình và hôm qua là anh lên xin năm chục máy hiệp hành và chuyện anh nói là anh sẽ đi vùng đại tẻ cắt tiền chạy chiếc xe 78 tám của bố 180 cây số để chia sẻ lòng thương xót sách máy ảnh cho bà con ở dưới đó. À, thưa anh chị em và các bạn, à, chúng ta đã trải qua những giây phút gặp gỡ người loan truyền lòng thương xót Chúa, hiệp hành với những con người này. Chúng tôi cảm thấy um, vui, cảm thấy Chúa không bỏ mình. Chúa vẫn đồng hành với mình. Nhưng mà thực sự ra thì không phải là mình chọn Chúa, nhưng mà chính Chúa đã chọn. Chính Chúa đã chọn tôi, chọn ông, chọn bà, chọn anh, chọn chị những con người vô tài, những con người bất xứng, những con người chẳng có quyền hành chức tước địa vị bằng cấp gì hết để làm công việc đó là xin gửi con ra khắp nẻo đường Bàn tay nâng ánh đèn dọi đường Tỏa lửa ấm cho người lạnh giá Xin gửi con ra khắp nẻo đường Cảm thông, chia vui, buồn Phật người Và sớt chia cho đời niềm vui Xin gửi con vào khắp thôn làng Ủi an trao cho người sầu khổ Gợi lòng tin cho người buồn chán Xin gửi con vào khắp buôn làng Niềm vui trao những người buồn phiền Người lắng lo xin gửi bình an xin chúa gửi mỗi một người chúng con ra đi làm tông đổ lòng chúa thương xót trước khi kết thúc chúng tôi uh, mời đại diện của nhóm thiên nguyện uh, gửi tặng chị những món quà của lòng thương xót chúa uh, đây là chuỗi uh, lòng thương xót chúa chúa môn côi uh, xin được uh, trao tặng cho chị để đồng chúa đồng hành với chị và đây là radio hiệp hành Lòng thư xót của năm 2022 52 điểm hẹn Chúa nhật năm 2022 chúng ta đã gặp gỡ những người là chứng nhân của lòng thư xót chúa họ là tù nhân là tội nhân là bệnh nhân là hối nhân là bác sĩ là y sĩ là nghệ sĩ là ca sĩ là bà bán vé số là em é, bại liệt bại não là người mù là người câm điếc vân vân họ đã làm chứng cho lòng thư xót chúa trong radio hiệp hành lòng thư xót và đây là một cách thức để loan truyền lòng thư xót chúa đến cho những người bình dân những người mà sống dân gian là những câu chuyện xưa trong lòng thương xót những câu chuyện xưa này chuyện cổ tích bánh dày bánh trưng bánh tét dưa hấu vân vân được kể lại vui dễ thương nhưng rút ra được từ câu chuyện ấy bài học lòng thương xót Chúa và đem áp dụng trong cuộc sống mình ngày hôm nay. Đấy là radio chuyện xưa trong lòng thương xót. Chứ không phải kể câu chuyện nghe tai này qua tai kia rồi quên hết. Và một cái phương tiện mà ngày xưa là những cuốn sách photocopy, chị ấy photo rồi gửi. Nhưng mà bây giờ chúng tôi đã in lại thành cuốn Kinh nguyện lòng thương xót Chúa để cho anh chị em có phương tiện hữu hiệu hơn, tốt hơn. Và những máy này ngày xưa không được đẹp như vậy, không được thuận lợi như thế này. Nhưng mà cái đây 10 năm, người chị em này và biết bao nhiêu như người khác, những người còn sống cũng như những người đã qua đời rồi. Những tông đồ lòng thương xót Chúa được Chúa gọi về, đã đồng hành với chị, với tôi, với anh chị em, họ đã nằm xuống để cánh đồng lòng thương xót Chúa có thêm những thợ gặt mới, hăng say nhiệt thành hơn, tha thiết. Mời gọi anh chị em và các bạn, nhất là các bạn trẻ Bên cạnh cơm áo gạo tiền, bên cạnh truyền học hành, chức tước địa vị, đừng quên một điều vô cùng quan trọng sống còn của chúng ta, đó là loan báo tin mừng, loan báo lòng chúa thương xót. Mời anh chị em và các bạn hãy cùng với chúng tôi, nhóm thiền nguyện tín thác, nhóm khát vọng tham gia vào những nhóm ấy để ra đi loan báo tin mừng lòng thương xót Chúa, không những tại quê hương Việt Nam mình mà còn các nước khác trên thế giới. Biết bao nhiêu người đang cộng tác với chúng tôi làm công việc này. Tạ ơn Chúa đã gửi những người thợ gặt lành nghề trên cánh đồng lòng thương xót đến với chúng con vì chính Chúa đã chọn con không phải con chọn Chúa. Chẳng phải con đã chọn Ngài nhưng chính Ngài chọn con trước đó. Chẳng phải con đã yêu Chúa chính ngài yêu con từ chương từ lúc con chưa biết yêu ngài từ lúc con chưa nhận biết ngài ngài yêu con giữa muôn người ngài đã chọn con cùng làm tai cho người bị điếc, xin dùng con theo ý của ngài làm đôi mắt cho người bị mù, làm tiếng kêu cho người bị oan, xin đời con đi tới mọi miền để Tặng nương cho người còn khóc Xin gửi con bao khắp muôn nhà Tặng thuốc thang cho người bệnh tật Tặng chiếu chân cho người lạnh con Chẳng phải con đã chọn ngay nhưng chính Ngài chọn con trước đó Chẳng phải con đã yêu Chúa Nhưng chính Ngài yêu con từ trước Từ lúc con chưa biết yêu Ngài Từ lúc con chưa nhận biết Ngài Ngài yêu con giữa muôn Ngài đã chọn con Xin gửi con ra khắp nẻo đường Bàn tay nâng anh đèn dòi đường Tỏa lửa ấm cho người lạnh giá Xin gửi con ra khắp nẻo đường Tạm không chia vui buồn phận người và sớm cho đời niềm vui xin gửi con baokh thôn làng Ô an trao cho người khổ sâu gửi lòng tin cho người buồn chán xin gửi con bao khắp buồn làng niềm vui trao những ai buồn phiền người lắng lo xin đợi bình an chẳng phải con đã chọn ngày nhưng chính ai chọn con chương đó chẳng phải con